Hey, xin chào anh em nha. Lúc nãy thì quay tổng quan thì có lia sơ qua con máy cắt gỗ xay khủng này ha. Xe này xay 415 mình xay rất là lớn ha. Thường thường 358 xay lớn 358 thì nó phổ thông hơn, nó dễ tìm hơn ha. Xay 415 này thì nó cũng dù sao nó cũng khó tìm hơn xe kia tí. Bề ngoài con này thì nó tương đối cũ. Đó, lưỡi hợp kim này thì tặng kèm thôi ha, em không bao chuyện cắt nha, vì nó cũng có mẻ một số răng rồi, với nó cũng hơi mòn á, thì muốn dùng anh em phải chịu khó mài lại tí ha. Đó. Anh em xem sơ qua tí, tí là test máy luôn. Máy cũ được cái mình rất là khoái cái vụ nó là cái bạc đạn của nó thì nó tất cả của nó đều sản xuất ở Nhật hết, nó được cái đó ha. Cái này thì cổ gót của nó còn rất là ok đó, nhưng mà cái thang của nó thì hơi bẩn á, cho nên con này nó hơi có lửa ha. Anh con này thì anh em cần phải về vệ sinh lại nha. Con này bây giờ hàng em nên nó tương đối nhiều á, cho nên em không thể vệ sinh kỹ con này được, anh em thông cảm nha. Thì tất nhiên giá thì nó sẽ mềm lại ha, nó đỡ công vệ sinh thì em sẽ tính giá nó thấp xuống. Anh em yên tâm ha. Phần nâng hạ của nó còn ok hết. Bàn này thì còn thẳng thớm ha, có điều anh em về phải đánh bóng lại tí nữa nhìn cho nó đẹp trai hơn ha. Rồi vậy thôi, để em test máy luôn nha. Cái mục đích em quay phía sau để cho anh em xem nó có lửa ha. Đó, bởi vì nó không có vệ sinh, mấy con này mà muốn ngon lành thì phải tháo hết rồi vệ sinh lại ha. Nhưng mà phần cứng của nó, phần nhông của nó rất là ok, anh em yên tâm ha. Em nói rất là kỹ, anh em mua phải chú ý những cái điểm em nói này để khi nhận hàng nó hài lòng nha. À, tất nhiên khi mua thì em sẽ gắn dây anh em đàng hoàng ha. Dây Nhật tầm 3 mét, dao động quanh số 3 mét, có thể dài hơn ngắn hơn thì sợi. Lúc nãy em giữ trên tripod ấy thì nó cao quá, anh em sẽ không nhìn thấy lửa được ha. Đem xuống thấp để cho anh em dễ nhìn thấy lửa, nhưng mà đề một tay con máy này cũng hơi ghê. Rồi, đợi tí nha. Con này nếu mà anh em vệ sinh đàng hoàng á, chắc chắn 100% nó sẽ có thắng ha. Anh em yên tâm, bởi vì nghe tiếng cuối nó có thắng rồi, cái loại này là loại có thắng. Thì anh em vệ sinh cổ góp với lại thang á, mà nó tiếp xúc tốt á, với lại vệ sinh cái cò thì 100% là nó có thắng ha. Anh em yên tâm. Rồi, giá con này thì em báo giá con này thì là 800.000 chưa còn phí ship nha. Nó cũng nó thấp hơn giá của mấy con lưỡi 350 mà còn mới ha. Lưỡi 350 còn mới thì nó cũng tầm 900 triệu rồi. Con này lớn hơn, giá nó thấp hơn tí để anh em về vệ sinh ha. Cái này cũng không phải vệ sinh gì nhiều lắm ha. Đây, anh em nghĩ sơ vào cái thông số tí ha. Nó còn nguyên cái miếng này ha, lột cái thử coi. Anh nhìn cho nó mới.
Rồi. Con này thì là Makita ha. 1450W đó là công suất maximum của các máy cầm tay á. Nội địa Nhật. Lưỡi khả dụng của nó là 388 đến 415 ha. Rồi, mã của nó là 5402A. 15A, ok. Rồi, anh em xem qua thật kỹ ha. Thật sự con này thì những anh em xài sướng thì mới cần thôi, còn anh em DIY thì cũng không nên xài con này, to nặng, to và rất là nặng nè. Anh em cần chế bàn, chế cưa bàn cũng con này cũng tương đối là quá khổ ha. Cưa bàn mà anh em xài cỡ 350 380 đổ lại thì cũng là to rồi. Đó, anh em thật sự cần con này thì liên hệ nha. Rồi, xin cảm ơn anh em ạ. Xin chào anh em.